đề hôm nay của chúng ta sẽ là nói về những cái sản phẩm bôi pha cho việc điều trị nám. Mình là bác sĩ chuyên khoa 2 da liễu Nguyễn Phương Thảo. Khí hậu của Việt Nam á thì nó khác biệt hoàn toàn với lại các nước khác. Bác sĩ sẽ nói về những cái mỹ phẩm mà chúng ta bôi thoa và sẽ nói ra lý do tại sao các bạn cũng bôi những cái sản phẩm đắt tiền nhưng mà cuối cùng là kết quả cũng không như ý ha. Mặc dù là các bạn cũng đã bôi đúng những cái hướng dẫn khuyến cáo của nhãn hàng luôn nhưng mà các bạn vẫn không đạt được cái kết quả như kỳ vọng ha. Cái khí hậu của Việt Nam mình nó rất là khác biệt hoàn toàn với khí hậu của châu Âu. Cái thứ hai nữa là nó cũng không giống cái khí hậu của Hàn Quốc luôn. Hàn Quốc là còn trời lạnh nè, mát mẻ nè ha. 모든 날이 좋았다. Cũng có những cái mùa đông và khí hậu thì không khí nó rất là sạch. Và cái khí hậu của mình nếu như mà xét ra thì cái Việt Nam mình nó gần giống những cái nước mà lân cận của Đông Nam Á như là Lào nè, gần mình nhất ha. Lào nè, rồi Thái Lan, Campuchia. Mình gần ba nước đó nhất. Cho nên cái khí hậu của mình nó khá là tương đồng với ba nước đó. Nhưng mà các bạn có thấy là không có sản phẩm nào đắt tiền hoặc là những cái sản phẩm nào mà uy tín ha, những cái sản phẩm nó tốt á, nó đến từ những cái nước Lào, Thái Lan, Campuchia mà chúng ta bôi hết. Có nhiều bạn hỏi bác sĩ là ủa rồi bác sĩ bóp giống vậy rồi vậy giờ sắp tới là mình sẽ bôi sản phẩm của Lào, Thái Lan, Campuchia hay sao? Cái ý của bác sĩ muốn nói có nghĩa là khi mà các bạn xài sản phẩm của châu Âu, khi các bạn xài sản phẩm của Hàn Quốc thì cái đó, những cái routine mà nhãn hàng đưa ra là những cái routine phù hợp với lại những cái đất nước có cái khí hậu giống như vậy. Và khi các bạn áp dụng cho Việt Nam và các bạn áp dụng cho làn da của các bạn thì các bạn phải hiểu là như vậy thì nó có phù hợp hay không. Và nếu như các bạn áp dụng rất là nhiều bước giống như kiểu của châu Âu rồi nó trời khí hậu lạnh nè, rồi cái độ ẩm trong không khí ít hơn Việt Nam, các bạn áp dụng mà 3-4 bước thì lúc đó cái làn da của chúng ta nó sẽ xấu. Và đó là lý do vì sao là chúng ta bôi đúng hết cái routine của nước ngoài hướng dẫn, đúng tất cả những cái sản phẩm rất là tốt nhưng cuối cùng da chúng ta vẫn xấu. Như vậy thì quay ngược trở lại là chúng ta phải coi là cái tính chất da của mình như thế nào. Và ngoài ra nữa ha, cái bản chất da của mình nó sẽ là thay đổi theo cái khí hậu hoặc thay đổi theo cái vùng mà chúng ta đang ở. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ở Sài Gòn nó sẽ khác với cái khí hậu chúng ta đang ở Hà Nội. Rồi từ ở Hà Nội nó cũng sẽ khác với lại cái chuyện là các bạn đi du lịch sang châu Âu hoặc là đi du lịch sang Hàn Quốc. Như vậy thì cái da của các bạn lúc đó không thể nói được là da đó là da nhờn hay da khô nữa, mà các bạn phải test theo cái tính chất da tại cái ngày hôm đó mà khi các bạn chuẩn bị bôi thoa trên cái vùng da của mình. Như vậy thì đối với những cái sản phẩm khi các bạn bôi, các bạn phải nghe được là cái làn da các bạn nó nói gì. Ví dụ như da hôm nay mình bị nhờn thì các bạn sẽ phải bôi những cái sản phẩm mà để nó giảm cái sự tiết nhờn, hoặc là những sản phẩm nó sẽ tạo ra cái tính khô ráo trên bề mặt. Hoặc là da các bạn mà bị khô quá thì các bạn sẽ phải bôi những cái loại dưỡng ẩm. Đó là cái tính chất da của chúng ta nó sẽ thay đổi. Cho nên thường á, nếu như da các bạn là da hoặc là các bạn là những người ít di chuyển thì các bạn có thể có trong bên cạnh mình nó là một hoặc là hai bộ mỹ phẩm thôi, một để mà phù hợp với những cái làn da của mình cho những cái ngày nó thay đổi thời tiết. Còn nếu như mà các bạn là những người hay di chuyển ha, thì bắt buộc các bạn phải có những cái sản phẩm phù hợp cho những cái lúc mà mình di chuyển giống như vậy. Thì mình cũng hiểu là khi mà mình nói chuyện hoặc là mình giới thiệu các sản phẩm cho các khách hàng á, thì mình cũng phải nói rõ luôn là những cái sản phẩm đó mình cũng phải hiệu chỉnh nó theo cái làn da của người Việt Nam mình ha. Chứ mình bôi giống như những cái routine của nước ngoài á, các bạn cứ hướng dẫn cho bôi 5-7 bước rồi cuối cùng là hư da hết trơn ha. Rồi cái sản phẩm mà mình bác sĩ có bóp, có up một cái sản phẩm lên, có ghi một cái sản phẩm đó là cái Nano Lighten. Thì Nano Lighten này là một sản phẩm khá là lành tính ha, cho những cái làn da mà trị nám, những cái làn da mà da khô cũng dùng được, mà da nhờn cũng dùng được. Nhưng mà nếu mà da khô các bạn dùng á, thì sau khi các bạn bôi Nano lên, các bạn đợi khoảng nửa tiếng, các bạn có thể bôi một cái lớp kem dưỡng ẩm dạng dịu nhẹ ha, không có một cái thành phần hoạt chất gì mà có tính acid, thì lúc đó là cái da của các bạn sẽ ổn nhất. Và Nano này có thể dùng được sáng tối nha. Đây là một loại kem mà bác sĩ đánh giá là nó khá là lành tính, nó ít cái tình trạng dị ứng và nó không có gây tình trạng đỏ da sau khi dùng.
nám đốm điều trị rồi có bị tái phát không vậy chị? Nám nào cũng bị tái phát hết nếu như chúng ta đi nắng mà chúng ta không che kỹ. Còn nếu như các bạn điều trị xong, các bạn kỹ nắng mà các bạn ở trong nhà suốt giống như bác sĩ á, thì các bạn sẽ không có bị nám đâu. Còn lại là nếu chúng ta đi nắng thì chúng ta phải nhớ là chúng ta che chắn kỹ ha. Tại vì cái tế bào mà chúng ta điều trị là cái tế bào melanin, còn cái tế bào mà phải sống với nó là tế bào melanocyte, có nghĩa là tế bào mẹ để tạo ra tế bào melanin. Thì khi chúng ta không kỹ vì một cái lý do gì đó thì cái tế bào melanocyte bắt buộc nó phải tạo ra những cái melanin để nó bảo vệ cái adenin bên trong da, để nó làm cho da chúng ta không có bị ung thư đó. Cho nên nó là chúng ta phải hiểu là khi chúng ta điều trị nám chỉ điều trị cái sắc tố thôi, và cái người bác sĩ nào hoặc là cái đơn vị nào điều trị cho các bạn xong cái sắc tố, có nghĩa là giúp cho các bạn dọn rác đó, xong được cái sắc tố là cái đơn vị đó đã tốt lắm rồi. Rồi cái đơn vị nào tốt hơn nữa có nghĩa là sẽ giúp cho các bạn hạn chế nguy cơ tái phát. Hạn chế nguy cơ tái phát bằng cách là khi trả da ra cho các bạn sau điều trị, da các bạn không được đỏ nè, không được mỏng rát nè, và phải khỏe với cái môi trường tự nhiên. Còn nếu như đơn vị nào điều trị cho các bạn mà trả cái da các bạn ra, các bạn vừa nóng vừa rát mà vừa mỏng da đó, là nguy cơ tái phát nám rất là nhanh ha. Có thể là chỉ cần khoảng 2-3 tháng sau thôi là các bạn có thể bị lại, mà nhiều khi bị lại nó còn bị nặng hơn nữa. Nếu như mà các bạn đang bị đỏ da giống như vậy, bắt buộc các bạn phải nói chuyện với phòng khám đó hoặc là cái đơn vị đó để phục hồi cho da các bạn. Nhưng mà nếu như mà mình trong cái quá trình mình điều trị, mình áp dụng những phương pháp như là mình peel, lột, tẩy, lăn kim, làm tất tần tật mọi thứ để mà mình bào cái da mình, thì chắc chắn quá trình phục hồi lại nó rất là cực ha. Vì đầu tiên đó là nó phải làm cho cái lớp da mà lớp màng đáy mình dày lên. Cái thứ hai nữa đó là các bạn phải làm giảm cái mạch máu tăng sinh bất thường trong cái quá trình mà các bạn lột tẩy da đó. Thì khi các bạn làm được hai yếu tố đó đó thì lúc đó là da các bạn nó mới giảm cái nguy cơ tái phát nám. Hiện tại là Bencilia đã có được những cái phương pháp điều trị nám rất là nhanh, và bác sĩ cũng rất mừng khi mà có được những cái cách điều trị mới, vừa cập nhật công nghệ nè, vừa cập nhật kỹ thuật, và đồng thời hiệu chỉnh lại cho nó phù hợp với làn da của người châu Á và nhất là người Việt Nam. Còn nếu rõ ràng nha, cùng một sản phẩm ha, cùng một sản phẩm, cùng một cách bôi của nhãn hàng khuyến cáo ha, bác sĩ cho khách của bác sĩ ở Mỹ bôi và họ vẫn đi câu cá, da không bị sao hết, vẫn bôi, vẫn chống nắng, không bị sao hết. Khách của Việt Nam bôi xong giữ kỹ nắng lắm, vẫn che chắn kỹ luôn, vẫn là khẩu trang, vẫn kem chống nắng, vẫn khẩu trang, rồi xong chỉ cần sơ sẩy một tí thôi ha, da vẫn bị đen, vẫn bị nám đó. Cho nên đó là vitamin C đó nha, chia sẻ với các bạn để các bạn phải biết là có những cái loại mà mình xài nó cũng rất là hên xui, mà như vậy thì mình đừng có để cái xui nó vô người mình tốt nhất là mình né. Bị nám mảng hai bên má thì dùng loại nào trị được về bác sĩ? Cái quan trọng là mình phải coi cái nám mảng đó nó có mạch máu hay không ha. Muốn biết nó có mạch máu thì dễ lắm, các bạn sẽ thấy là cái nám này nó có bị đậm lên. Nếu mà nguyên một mảng rồi là chắc chắn có mạch, không cần phải soi cũng biết chắc chắn có mạch. Còn nếu như mà nó còn rời rạc á thì mình sẽ phải coi là nó có bị đậm lên vào cái buổi chiều hoặc là trời nắng nóng hay không, hoặc là nó có lợt hơn khi mà buổi sáng chúng ta mới ngủ dậy, hoặc là tối sau khi chúng ta tắm rửa sạch sẽ hay không đó. Thì những cái dạng mà nám mà nó có tăng sinh mạch á, chúng ta sẽ kiểm tra kỹ hơn bằng những cái máy soi da VGA hay là những cái máy chuẩn á của Mỹ, thì mình sẽ ra được cái tính chất là cái nám đó là nó có tăng sinh mạch máu hay không. Thì nếu như mà có tăng sinh mạch thì mình sẽ điều trị nám bằng cách là uống, bôi, tiêm ha. Và công nghệ thì mình sẽ dùng, có thể mình phối hợp hai công nghệ là laser đồng ánh sáng kép, tế tạo màng đáy đó, để mà mình xử lý. Em bị nám chân sâu thì dùng gì và cách trị bác? Nám chân sâu thì khó nha, tại vì bản chất mà em đã định được cái nám chân sâu có nghĩa là nó đã khó rồi, thì bắt buộc là mình phải dùng máy thôi, dùng công nghệ ha. Rồi dùng công nghệ thì những cái nám chân sâu nếu mà nám đốm thì mình sẽ dùng laser pico. Nhưng mà nếu mà nói về cái pico thì các bạn phải nói tới cái tính chất rồi bước sóng của pico nó rất là phức tạp, cho nên nếu muốn gì thì mình sẽ đến các phòng khám chuyên khoa da liễu ha. Còn nếu như mà mình muốn bôi là Cispera, đây là những cái trường hợp mà mình nắm chân sau mình bôi được nè. Thì Cispera, nói một chút xíu về hoạt chất Cispera, nó là Cisperamin ha. Thì Cisperamin người ta đánh giá so sánh nó ngang ngửa cái tác dụng với lại hiroquinone. Mà các bạn đã thường biết hiroquinone trước đây nó đã có giá trị rất là cao cho cái việc điều trị nám. Tuy nhiên về sau này người ta không dùng nữa, vì hiroquinone nó có thể gây ngộ độc da, nó sẽ gây rối loạn cái sắc tố da, tăng giảm sắc tố bất thường. Cho nên người ta không dùng hiroquinone mà người ta dùng Cispera. Thì Cispera này nó cũng có giá trị tốt và nó không gây ngộ độc da, tuy nhiên nó cũng chả êm làm gì cả.
nó sẽ gây ra một cái tình trạng là nó dễ bị đỏ da nếu như các bạn dùng sai nguyên tắc ha, và các bạn dùng sai cái loại da luôn. Vậy thì khi các bạn dùng Sispera thì thứ nhất á, là da nhờn dầu thì các bạn mới bôi được Sispera. Vậy thì Sispera sẽ bôi trong trường hợp nào? Ví dụ như da các bạn chưa rửa mặt hoặc là da các bạn đang tiết nhờn, các bạn khoan hãy rửa mặt, các bạn cứ bôi Sispera lên 10 đến 15 phút, sau đó các bạn rửa mặt thì lúc đó là nó đạt được cái kết quả tốt của Sispera ha. Chúng ta không có sợ là bị dơ mà bôi lên mặt đâu nha, tại vì đó là cái khuyến cáo của nhãn hàng. Còn nếu như các bạn vô tình các bạn rửa mặt rồi hoặc là da các bạn đang khô mà các bạn vẫn muốn bôi Sispera để cho những cái nám sâu thì các bạn phải cho lên bề mặt da một cái lớp dưỡng ẩm ha, và cái độ ẩm này phải tốt, dưỡng ẩm này khá là nhiều, xong sau đó các bạn sẽ bôi Sispera lên trên cái vùng da nám. Còn đối với những cái nám đốm thì các bạn thay vì là các bạn không có bôi hết nguyên mảng mà các bạn sẽ chấm lên từng đốm đó. Vậy thì vẫn theo nguyên tắc là da phải ẩm mình mới bôi được Sispera, còn da khô khi bôi Sispera sẽ bị đỏ da nha các bạn nha. Và đối với những cái tình trạng mà các bạn bôi Sispera các bạn không được ngủ vì các bạn ngủ quên á, là ngày mai da các bạn đỏ lè luôn và nó rất là dễ bị tan sắc tố sau viêm khi cái da các bạn bị đỏ. Còn cái Sispera này nó xử lý được cái nám nám sâu nha, và nó có cái nghiên cứu là nó ngăn ngừa nám tái phát, tuy nhiên nó rất là khó xài. Chỉ cần mình xài đúng thôi thì cái Sispera nó mới đem lại cái giá trị tốt cho các bạn. Còn các bạn xài sai nha, hậu quả là sẽ bị đỏ da đó. Cho nên nó là không phải là sản phẩm không tốt mà sản phẩm rất khó để xài, chỉ cần chúng ta xài đúng. Rồi nám sâu là mình sẽ bôi Sispera ha. Tiếp theo là cái sản phẩm này, Living Oil. Living Oil này mình sẽ bôi buổi tối này. Những làn da khô mà bị nám thì chúng ta sẽ bôi cái Night Oil này, là cái dầu trị nám ha. Rồi Night Oil này thì mình bôi một thời gian nó cũng sẽ rất là dễ gây đỏ da, tại vì những cái sản phẩm trị nám mà nếu mà chuyên về sắc tố thì đa số nó đều có những thành phần axit, cho nên khi chúng ta bôi thoa chúng ta cũng phải biết là nám, thuốc trị nám ha, nó đã là thuốc trị thì nó không phải là thuốc dưỡng, cho nên khi chúng ta bôi thoa chúng ta phải có ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa để các bác sĩ người ta theo dõi. Ví dụ như các bạn mua hàng của online của Benfilia, là các bạn đã là khách hàng của Benfilia rồi thì các bạn nên liên hệ với phòng khám qua những số điện thoại hotline là 0924 777 885 hoặc là 0938 777 885, hoặc các bạn inbox cho bác sĩ là các bạn đã có sự tương tác với bác sĩ, thì lúc đó là các bạn có vấn đề gì về sản phẩm hoặc là khi các bạn bôi thoa các bạn sẽ có cái bác sĩ theo dõi các bạn sẽ tốt hơn. Ví dụ các bạn bôi hết một chai, các bạn muốn hỏi là giờ em có bôi nữa hay không, thì thay vì các bạn đi ra ngoài tiệm thuốc mà các bạn mua thì không ai theo dõi da các bạn hết, thì nếu mà các bạn xài sản phẩm của Benfilia thì các bác sĩ sẽ kiểm tra da các bạn lại và cho các bạn ý kiến có nên bôi nữa hay không, hoặc là mình sẽ nên đổi cái sản phẩm nào, bắt đầu vô cái giai đoạn dưỡng chưa đó. Thì đó là cái sự khác biệt, nếu như mà chúng ta không đến điều trị được thì Benfilia vẫn sẽ hỗ trợ cho các bạn bằng con đường online như vậy. Dùng kem chống nắng như thế nào cho phù hợp với khí hậu Việt Nam, dùng kem chống nắng như thế nào tùy thuộc vào da của mình ha, và cái có rất là nhiều loại kem chống nắng cho nên em phải thử. Còn nếu như ví dụ như là những cái sản phẩm kem chống nắng mà bác sĩ đang thấy mà bác sĩ cũng đã từng xài nha, thứ nhất là Image nó có cái loại 32% hoặc 35% có tế bào gốc thì mình sẽ dùng cho những cái làn da khô, còn những cái làn da mà kiểu hơi nhờn nó bôi lên nó sẽ rất là ẩm. Còn rồi Image nó có một cái dòng để mà nó phù hợp cho những làn da thường hoặc là những làn da nhờn nha, và những làn da mà các bạn không có thích nó bị rít, bị tích tắc á, đó là Image dòng kem chống nắng MD, là dòng mới nhất của Image. MD cái dòng kem chống nắng nó khá là ổn luôn á, là nó sẽ rất là khô ráo trên bề mặt da và cái dung tích của nó rất là to nữa, mọi người xài rất là có lợi. Rồi một cái dòng kem chống nắng khác mà bác sĩ nghĩ là cũng tốt đó là Matidam ha. Rồi ngoài ra nó còn có Heliocare, tuy nhiên á, Heliocare nó bị một cái khuyết điểm là khi các bạn rửa mặt nó rất là cay đó, hoặc là các bạn bôi lên mắt, bôi lên da nó cũng bị cay mắt đó. Cho nên mà bôi lên da xong mà vô tình rửa mặt mà nó có mà nước nó chảy xuống mắt, trời nó cay kinh khủng. Đó là cái điểm khuyết điểm của nó. Nhưng mà cái Heliocare thì nó cũng có cái sản phẩm, có hai loại sản phẩm dành cho da nhờn và da khô, thì các bạn cũng có thể các bạn xài cũng tốt. Có cái loại mà không dầu oil free đó, dành cho những cái bạn mà da hơi nhờn một chút. Bác sĩ em gặp phải hiện tượng da không đều màu, da sắc mặt trời, phần da mặt tối hơn các vùng còn lại trên cơ thể, em đã sử dụng nhiều hoạt chất khác nhau không rõ rệt thì có phương pháp nào điều trị hiệu quả hay không? Thường những cái trường hợp này á, thường mà kiểu da không đều màu mà em xài nhiều thứ không hết á, là thường đa số nha, theo kinh nghiệm của bác sĩ là nó tăng sinh mạch máu hết. Cho nên đối với những cái tình trạng này thì bác sĩ sẽ dùng cái laser trị mạch, bác sĩ sẽ cho điều trị laser trị mạch, rồi nếu cần á, thì bác sĩ sẽ cho tiêm sắc tố phối hợp thêm tiêm cái ẩm da để nó phục hồi cái độ ẩm trên bề mặt và nó giảm cái mạch máu xuống.
sau đó sẽ cho em thuốc uống, thuốc bôi. Thì thuốc bôi này á, nếu như em có điều kiện đến khám á, thì em đến khám để điều trị cho nhanh. Còn nếu như không á, thì em sẽ bôi cho chị Nano trước, rồi Tranexamic Acid là Tranexamic ha. Em sẽ bôi buổi tối xen kẽ với Illuminator luôn. Xen kẽ cách ngày nha, mình đừng có dập hai thứ vô cùng một lúc nha mọi người nha. Em bị nám da lột tẩy kem trộn, em có dùng Hieroquinol 4% hạ liều không đúng, bị tăng sắc tố. Trời ơi, mấy cái kiểu da giống như vậy là phức tạp lắm nha em. Ví dụ như em đã bị nám do lột tẩy kem trộn nè, thì em không nên dùng Hieroquinol nha. Cỡ nào cũng không nên dùng Hieroquinol, tại vì tế bào nó đã bị tổn thương. Em dùng vô nữa là nó rối loạn sắc tố luôn, xong cái nó thành xâm tím luôn, là điều trị mệt xỉu luôn á. Những cái ca giống như ca của em á, mà Benzilla điều trị á, là cũng mất thời gian khoảng 1 năm đến 2 năm nha. Giờ yếu lắm chị ạ. Đúng rồi, những cái ca này rất là yếu. Cho nên nếu mà em muốn mà Benzilla điều trị bằng thuốc uống hoặc là thuốc thoa, thuốc bôi cho nó phù hợp cho em á, thì mình sẽ follow page của bác sĩ ha, bé Nguyễn Phương Thảo. Xong sau đó em chụp hình cái da của em, chụp kỹ ha, rồi bác sĩ sẽ coi coi cái hướng để điều trị cho những cái da này. Tại vì những cái da mà kiểu mà đã hư rồi á, thì nếu như các bạn điều trị sai á, là nó hư luôn, rất là khó để phục hồi lại. Và các bạn cứ bị quấn theo một cái vòng xoay á, là chỗ này điều trị sai, cái thảy qua chỗ khác điều trị sai tiếp, rồi không có một cái công nghệ nha. Những cái da này là phải xài công nghệ, không có công nghệ thì chỉ có là bôi thoa tiêm, thì mất thời gian khoảng 1 năm đến 2 năm nhưng cũng không thể nào mà đẹp được. Cho nên những cái da này là bắt buộc phải xài công nghệ. Ví dụ như các bạn xài công nghệ khoảng 2-3 tháng các bạn làm một lần vẫn là tốt hơn là cái chuyện các bạn không làm gì cả cho nó và để nó phục hồi tự nhiên thì khó lắm. Nếu như mà các bạn muốn coi những cái sản phẩm online của Benzilla bán thì mình sẽ vào cái website là đẹp24giờ.vn ha. Rồi các bạn muốn bác sĩ tư vấn thì các bạn sẽ follow page của bác sĩ là BS Nguyễn Phương Thảo nha. Rồi gửi hình hoặc là hỏi đáp cái gì trên đó, muốn thầm kín hay là muốn riêng tư gì đó thì mình cứ hỏi trực tiếp trên đó nha. Đó là mọi người.